Việc chuẩn bị nguồn lúa giống cung cấp cho nông dân trước khi gieo sạ vụ lúa đông xuân là yếu tố quyết định đến năng suất và chất lượng hạt lúa. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu này thì hiện nay tình trạng lúa giống không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng xuất hiện tràn lan trên thị trường, khiến nhiều người dân lo lắng. Vừa qua, thì đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã phát hiện và tạm giữ gần 40 tấn lúa RVT không có nguồn gốc, không xuất xứ rõ ràng tại huyện Vị Thủy. Từ đó đặt ra cho ngành chuyên môn về công tác quản lý chất lượng lúa giống trong thời điểm hiện nay. 14 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10, đoàn kiểm tra liên ngành Sở Nông nghiệp phối hợp với Cảnh sát An ninh Kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện một ghe mang số hiệu CT07793 ở cầu Nóc Mít thuộc khu vực phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, giáp với xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, chở gần 40 tấn lúa giống RVT đang tiến hành phân phát cho hơn 100 hộ dân ở ấp 11, xã Vị Thắng. Theo đó, tờ hợp đồng bao tiêu lúa giữa bên A là doanh nghiệp tư nhân của ông Lê Văn Liêm và bên B do ông Trần Cao Đỉnh đại diện cho người dân ấp 11, xã Vị Thắng. Với điều khoản, bên A sẽ cung cấp giống cho bên B sản xuất với hình thức ghi nợ đến cuối vụ. Nhưng số lúa giống này lại không có tên và địa chỉ sản xuất, không chỉ tiêu chất lượng, không hướng dẫn bảo quản và sử dụng và cũng không có chứng nhận hợp quy. Theo quy định của ông Nghiệp thì lúa giống thì phải có thương hiệu nè, có tên công ty nè, có cái tiêu chuẩn là cái độ nảy mầm nó là bao nhiêu, độ sạch nó bao nhiêu, độ ẩm nó là bao nhiêu, nó theo quy định. Còn cái này mình nó phát hiện là chỉ có một cái tên thương phẩm thôi là RVT, còn lại là không có gì hết. Nói chung là cái hàng hóa này là lưu thông thị trường là nói chung là không rõ nguồn gốc xuất xứ. Anh Quý cho biết anh được ông Lê Văn Liêm, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ thuê với giá 150.000 đồng một ngày. Qua điện thoại, anh vận chuyển số lúa giống này đến xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy để bàn giao cho ông Trần Cao Đỉnh là trưởng ấp 11, sau đó tiến hành phân phát cho người dân. Qua làm việc, ông Lê Văn Liêm, chủ nhân của số lúa giống này, đã xác nhận doanh nghiệp của ông không sản xuất giống và số lúa trên cũng không phải lúa giống nguyên chủng mà chỉ là lúa thương phẩm được sản xuất từ giống RVT nguyên chủng. Theo đó, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tiến hành tạm giữ số lúa trên và tiếp tục điều tra làm rõ.